dạ chào chị. Bà chủ luôn đúng không? À dạ không, hôm nay tôi đã dựng sạch chị. Cái tiệm này mới được. Ủa gì dạ, vậy? Có gì vậy quá chị? Quá sức tưởng tượng mà ba tôi bây giờ mặc như quỷ ma ngoài kia kìa. Chị bình tĩnh đi ngồi đây. Mặc như quỷ chị, ma. Bây giờ chị bình tĩnh, có gì mình từ từ. Bình tĩnh gì bình tĩnh? Em hay quá. Em nói như hả đúng rồi vậy, cái mặt của ba chị bây giờ thấy gớm mà kìa, bình tĩnh cái gì? Ủa sao vậy? Ba tôi làm đẹp đây nè, bây giờ cái mặt không ra đường được, nó xấu đau xấu đớn, chị có muốn xấu đau xấu đớn không? Không. Không, đi về, nhanh lên. Hà Trinh xin chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Ngày hôm nay như thường lệ chúng ta vẫn sẽ có sự tư vấn từ các kiến thức chuyên môn của tiến sĩ tâm lý Tôn Di A và những khách mời trong ngành nhân viên chăm sóc sắc đẹp mà trên gọi tắt là spa. Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng mà làm quen với một bạn rất đặc biệt, đó là khách mời của ngày hôm nay. Xin chào Hạnh Nguyên. Xin chào. Dạ em chào chị Trinh, em chào chị Tôn Di A và em chào khán giả của chương trình Một Giờ Hoán Đổi ạ. À, xin chào bạn, trông bạn rất là rạng rỡ và xinh đẹp ngày hôm nay. Cụ thể là kinh nghiệm của bạn trong ngành chăm sóc sắc đẹp spa là như thế nào? Thì em cũng đã học nghề chăm sóc sắc đẹp về spa cũng một thời gian. Thì nói về spa thì rất là nhiều ngành. Ví dụ như là ngành về chăm sóc body nè, chăm sóc mặt nè, những cái kỹ thuật mà mình có thể là giống như là chăm sóc da, mình có những kỹ thuật như là lấy mụn, rồi mình có cơ thể là kết hợp massage body cho khách luôn. Và những cái kỹ thuật kết hợp thêm như là những cái dịch vụ như là tắm trắng nè, rồi xăm mài, chân mài, rồi phun mài, rồi kết hợp theo những cái nail, rồi về làm mi, nối mi hay là uống mi, tất cả đều được gọi là chung là ngành spa. Chăm sóc sắc đẹp, đẹp đúng toàn rồi. Diện. Thường ở trên những cái ngành nghề khác mà chúng ta gặp gỡ ở Một Giờ Hoán Đổi á, thì cái sự lấp lánh của nghề nghiệp á, thường được các bạn hiểu dựa trên cái bề mặt của tên gọi. Ví dụ như ở làm tiếp viên hàng không là được đi nhiều nơi tại vì leo lên máy bay mà. Rồi ở trong một cái quán phục vụ thì sẽ được nêm nếm rất là nhiều món ngon trên menu. Vậy thì có cái dư luận nào đó mà Nguyên đã từng nghe nói là các bạn em đến với ngành spa bởi vì đơn giản là em cũng muốn được đẹp nữa. Và khi mà ở trong cái không gian để làm nghề thì mình cũng sẽ đẹp từ A tới Z gì đó. Mình chăm sóc cho khách cái gì thì mình cũng được hưởng lợi cái đó luôn. Thì đây có là một lý do mà tồn tại ở trong nghề của các bạn không? Nói chung về mặt bên ngoài khi mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ thấy một ngành spa rất là toàn diện, rất là mặt đẹp. Từ hình thức, từ chân lên tới gốc, tới mặt mũi mình luôn. Nhưng thực sự khi mà mình tiếp xúc, mình đi sâu vào trong ngành spa thì mình sẽ thấy những cái gọi là những cái nhược điểm, những cái góc khuất mà chỉ có trong khi mà mình đi sâu vào mình mới cảm nhận được. Ví dụ như là nhìn từ bên ngoài thì mình có thể thấy là spa lúc nào cũng ở trong một cái không gian rất là mát, rồi lúc nào cũng có tinh dầu quạt mái hay là rất là ok. Nhưng thực sự về cái thời gian của ngành spa rất là đã gọi là ngành dịch vụ rồi thì lúc nào mình thứ bảy chủ nhật là hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Có những ngành khác thì mình có thể là thứ bảy chủ nhật mình về với gia đình bạn bè người thân, còn ngành spa là em hầu như là làm suốt từ thứ hai đến chủ nhật luôn. Không có nghỉ một buổi nào. Rồi trong một ngày thì làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Hầu như ngành spa ngày bình thường, những ngày hàng tuần trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu mình có thể làm từ khung giờ từ 9 giờ cho tới khoảng có khi là trễ hơn là 9 giờ tối. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì chị sẽ làm từ sáng, từ 8 giờ sáng có khi là 10 giờ đêm và 11 giờ đêm. Thì khi đi về rất là trễ luôn. Không có thời gian để chăm sóc thực sự cho bản thân mình mà chỉ chăm sóc cho khách hàng thôi. Dạ. Chúng tôi gọi nghề spa là nghề ẩn trong bóng tối. Tại vì mỗi lần em đi spa là được dắt lên lầu, xong rồi đóng hết rèm lại để ánh sáng thật dịu dàng. Bật cái nhạc nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Mà thường em đến spa khi mà giống như em sức cùng lật kiệt lắm rồi. Tóc tai thì rối bù, gương mặt thì nhớt dầu, trang điểm thì tùm lum hết. Và em xả cái người em vô spa chỉ với một hy vọng em đánh được một giấc thật sâu 2 tiếng rưỡi em thức dậy trời ơi y như là em tái sinh vậy đó. Da thì căng bóng, môi thì mướt mượt, tóc thì thơm tho. Và em nghĩ biết rằng là lúc mà em ngủ thì các bạn đứng. Lúc á thì em đang thư giãn thì các bạn đang tận lực trên từng cái ngón tay và chú trọng vào từng cái quy trình. Đây là cái nghề thật sự rất là cực nên á bản thân mình cũng rất là ý thức là mình phải tiếp. Đúng, có khi chỉ là vài chục nghìn thôi, có khi là vài trăm nghìn, nhưng mình thấy rằng là số tiền đó rất là xứng đáng với những gì mình nhận được.
bên cạnh cái tiền mình trả cứng cho cái hóa đơn rồi thì luôn luôn là em sẽ có thêm tiền tiếp. Và chị nghĩ là cái tiền tiếp đại diện cho điều gì của ngành spa? Thực ra tiền tiếp chị nghĩ đó là sự biết ơn. Sự biết ơn và cái sự mà mình đã được thấu cảm. Bởi vì sao? Đối với sự phát triển của công nghệ thì hiện nay ngành spa có sự tham gia của máy móc rất là nhiều, những cái máy móc ở bên ngoài hoặc là tầng sâu vân vân. Nhưng mà trong một số những cái kỹ thuật của spa, thực ra không có máy nào mà nó qua cái sự cảm thụ của con người trên cơ thể của khách hàng hết. Khi một cái máy em cài một cái lực nào đó thì cái sự tác động của nó là vô tri, là cứ theo cái đấy mà làm. Nhưng mà với bàn tay của một bạn nhân viên chăm sóc sắc đẹp, các bạn, mà đặc biệt là trên khách quen nữa, trên sự để ý là chị Hà Trinh thì sao mà chị khác thì sao, thì cái việc mà các bạn đi cái lực tay á, trên từng vùng cơ thể của từng khách, dạ, nó sẽ khác rồi. Nhau nhưng mà cái máy thì nó không làm được cái chuyện đó. Dạ. Vậy thì cái việc mà chị nghĩ là ở đây chúng ta sẽ không có nói về câu chuyện là phải tiếp hoặc là hay không, mà mình chỉ nói về cái ý nghĩa của cái việc đó, thì vượt lên trên cái sự đổi chác kinh tế, thì chị nghĩ quan trọng nhất đó là cái câu chuyện về biết ơn lẫn nhau. Biết ơn vì mình đã được thấu hiểu, mình đã được chăm sóc một cách rất là tận tụy bởi những cái bạn nhân viên đó. Dạ. Nhưng mà ban đầu em có nhắc đến đôi khi sẽ có những cái định kiến không hay về ngành chăm sóc sắc đẹp. Nhiều khi hỏi, ủa em gái em làm ngành massage hả? Ủa em làm phục vụ hả? Dạ. Rồi là em đi massage chân, massage tay hay gì? Sao mà làm nghề đó còn chi cho cực vậy em? Sao em khổ quá vậy? Thì khi mà chị nghe những cái điều đó, dạ, em có nghĩ rằng là họ đã chưa có sáng suốt phân định được cái sự quan trọng và chúng ta chăm sóc sắc đẹp hay không, hay là họ đang đánh đồng tất cả những cái ngành nghề liên quan đến là massage, liên quan đến chăm sóc thành một cái phân khúc khác? Em nghĩ sẽ có những người nhận định theo là họ chỉ hiểu đi một mặt thôi. Họ nghĩ massage là chỉ nghĩ là mặt tối của nó sẽ làm cái gì khi cho mình massage. Thực sự là massage body sẽ có rất là nhiều dạng massage tốt. Ví dụ massage cho mình khỏe, massage health food nè. Ví dụ như là khi mà một bạn nhân viên massage về body đi, họ sẽ giúp cho khách hàng sẽ được là thư giãn nè, sẽ được xả stress sau những cái giờ làm việc căng thẳng. Đó là cũng một trong những cái hay khi mà họ đi thực hiện cái massage body. Nhưng không có nghĩa là khi mình thực hiện massage body họ lại suy nghĩ cái massage body này có phải là đa số các bạn mà làm massage body đa số là nữ. Thì khi mà một khách hàng nam mà vô yêu cầu một bạn nhân viên nữ làm massage body, họ lại liên tưởng đến một việc gì thực sự là đen tối. Thực sự là không phải vậy, tại vì massage body nữ chuộng, tại vì các bạn kỹ thuật các bạn rất là nhẹ nhàng nên được các bạn nam ưu chuộng rất là nhiều, chứ không phải riêng là cái việc mà mình tham gia massage body để cho các bạn nữ làm là thực hiện một cái hành vi nào. Thật sự không phải. Trên thị trường cũng có những cái tổ chức, những cái cơ sở mở cái về cái massage body riêng biệt, thì những cái đó rất ảnh hưởng đến những cái việc mà những cái chủ spa mà họ mở một cái cơ sở lành mạnh đó, họ ảnh hưởng rất là nhiều. Khi nhắc tới massage body nữ làm là họ sẽ nghĩ ra một mặt khác liền. Một mặt khác là mình làm trong cái khung giờ mà trễ nữa là nghĩ thêm một mặt khác nữa. Giống là gia đình em hồi xưa đúng cấm dữ lắm đúng không? Hỏi con đi làm nghề massage mà massage buổi tối nữa. Rồi, buổi tối là họ đã liên tưởng đến những cái gì thực sự là rất là xa xôi mà em cũng không hiểu nổi nữa. Đó, nên là những cái định kiến đó cũng rất là buồn khi mà các bạn làm massage body bị ảnh hưởng về mặt tâm lý tinh thần. Dạ. Rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng phải làm rõ cho quý vị khán giả là với những cái phân khúc khác nhau, spa cũng có nhiều giá tiền khác nhau. Đôi khi là có thể là vài chục để mà chúng ta có thể tẩy tế bào chết, tắm trắng body, hay là chúng ta có thể nâng cơ mà. Nhưng đôi khi lên tới vài triệu cho một cái chu trình để mà mình vừa làm sạch da hay là đi sâu vào tế bào rồi có thể lấy mụn hoặc là sửa chữa những làn da vốn đã bị tổn thương, đúng không ạ? Cho nên là việc mà chúng ta nói về cái nghề gọi là dịch vụ làm đẹp, đôi khi nó đi từ trong cái câu chuyện truyền thống. Thì mọi người nghĩ cái chuyện làm đẹp giống như hồi xưa mình gọi là chăm sóc sắc đẹp, như ngày xưa bắt đầu từ những cái câu chuyện ví dụ như là thợ làm nail, hoặc là nặng mụn, hoặc là ở quê chị hồi xưa chị còn nhớ là có mấy cô mấy gì là còn đi lấy chỉ á, lấy xe lông mặt, xe lông mặt bằng chỉ, dạ, cạo lông mặt. Thế thì từ cái định kiến đó người ta đã có một cái sự hiểu biết rất sai lệch về nghề này. Trong khi đó nếu như mà bạn được học một cách bài bản thì nhân viên chăm sóc sắc đẹp hiện nay cái trình độ đào tạo nó đã lên đến bậc đại học rồi. Nghĩa là chúng ta có những cái chuyên ngành đại học chỉ phục vụ cho việc làm đẹp nha.
chúng ta có những cái chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học để chăm sóc về sắc đẹp cho khách hàng, cho nam, cho nữ khác nhau. Và nó được chuyên nghiệp hóa đến mức là bây giờ chăm sóc da, dạ, hay là chăm sóc về tóc, hay là chăm sóc về dinh dưỡng để đẹp từ bên trong. Nghĩa là nó cũng có rất là nhiều phân khúc khác nhau, dạ. Và để có thể gọi là định vị lại cái nhận thức của mọi người, thực ra chị nghĩ nó là một cái thách thức đối với những bạn làm nghề spa. Mà chỉ có một cách duy nhất mà chúng ta làm được điều này thôi, đó là những cái chủ cơ sở làm đẹp nào mà vẫn đang đường đường chính chính đó thì phải kiên trì, dạ. Phải kiên trì để từng bước chúng ta xây cái nền của cái nghề nghiệp của mình đó cho nó thật sự vững chắc. Thì đến một lúc nào đó thì nghề nghiệp của bạn sẽ được định vị lại, hiểu biết đúng hơn. Và chị vẫn rất ấn tượng với một cái quan điểm như thế này trong cái câu chuyện đấu tranh học thuật của tụi chị, đó là thực ra đất thì nó đang trống, vậy thì nếu như hoa không mọc thì cỏ nó lên. Vậy thì trong cái trường hợp mà Hạnh Nguyên chạnh lòng là có nhiều cái cơ sở làm đẹp họ làm ăn không có chân chính, dạ, đúng họ trá hình, dạ. Thì thực tế giờ em có kêu họ dẹp tiệm đi họ cũng đâu có dẹp. Cái lòng tham của con người nó lớn mà, dạ. Và đất thì đang sẵn đó, bây giờ hoa không mọc thì tụi tôi là cỏ, thì tụi tôi mọc. Vậy thì chỉ có một cái cách duy nhất mà chúng ta có thể dẹp được cỏ, đó là hoa phải lớn. Hoa phải lớn, hoa phải phủ đầy cái mảnh đất đó. Thì bản thân cái ngành làm đẹp phải phát triển, và những bạn nhân viên chăm sóc sắc đẹp phải là những người được đào tạo rất là bài bản. Thì từng bước cái mảnh đất trống đó mình sẽ phủ bằng hoa, dạ. Và cỏ dại không có còn chỗ để đứng nữa, dạ. Quả thật chủ đề này sẽ rất là hấp dẫn và thú vị cho những ai thực sự quan tâm đến ngành làm đẹp, và đặc biệt là những dịch vụ yêu cầu sự tinh tế. Và trước khi chúng ta đến với chuyên mục Góc Nhìn Gặp Gỡ Bạn Hải Cơ, xin mời mọi người sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút. Xin chào mọi người, mình là Hải Cơ. Hiện tại mình đang là sinh viên, và sau khi ra trường thì mình mong muốn là mình tìm được một công việc yêu thích, một nghề ổn định và kiếm được nhiều tiền. Thì trong tất cả các ngành nghề mà mình yêu thích, có một nghề đang rất là thịnh hành và cũng thu nhập ổn định, đó là nghề spa. Thì chị mình cũng có mở một cái spa để chăm sóc sắc đẹp cho mọi người. Mỗi khi mà mình đến đó đó, mình cảm giác rất là thích thú. Và mình cũng là phụ nữ nên là yêu thích cái đẹp, thích chăm sóc sắc đẹp cho người khác. Nên là hôm nay thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi, mình mong muốn rằng là mình có thể trải nghiệm được nghề spa và tìm hiểu những khó khăn mà các chị nhân viên gặp phải, cũng như là trả lời câu hỏi cho bản thân mình là nghề spa có thật sự màu hồng hay không. Chúng ta vừa gặp gỡ bạn Hải Cơ qua một đoạn giới thiệu ngắn, và chị Tô Nhi A thấy là động cơ của bạn cũng như những khao khát của bạn khi đến với nghề spa chăm sóc sắc đẹp là như thế nào? Chị chưa biết lát nữa hành trình của Hải Cơ sẽ như thế nào nha. Nhưng mà chị rất là ủng hộ những cái gọi là những cái mong muốn nghề nghiệp á, mà theo đúng cái xuất phát như thế này. Bởi vì rõ ràng là chúng ta đến với một nghề mà chúng ta có thấy được cái chất liệu của nghề đó, thấy một cách rất là cận kề, rất là rõ ràng, chứ không có nghe idol hết, không có nghe hoặc là nhìn thấy một cái hình ảnh lấp lánh của một cái thần tượng nào đó, dạ. Rồi cái mình nghĩ rằng ô cái nghề đó nó rất là hay. Bạn này mình thích cái câu chuyện của bạn từ chỗ đó là mỗi ngày em đều thấy được cái thao tác nghề nghiệp, mỗi ngày em đều thấy chị mình đã làm cái việc đó như thế nào. Và là chị em trong nhà thì có thể là chị hơi chủ quan, nhưng mà cái độ cọ sát của người ta nó cũng sẽ thật hơn, để người ta nhìn được những cái gian trưng hoặc là những cái sự hấp dẫn của nghề nghiệp nó rõ ràng, nó đầy đủ hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là cái xuất phát nghề nghiệp mà đến từ một cái hình ảnh của người thân á, nó có thể trở thành cái động lực trong tương lai cho các bạn. Bởi vì nghề nào cũng sẽ gian truân hết á, nghề nào cũng khó khăn, nghề nào cũng sẽ có thách thức. Nhưng khi mà mình có một cái người thân họ đã có cái trải nghiệm nghề nghiệp đó rồi, và lúc này nó không có phải là câu chuyện là có người thân làm nghề đó rồi được nâng đỡ, không phải vậy. Mà cái quan trọng là mình sẽ dễ chia sẻ những cái trúc trắc của nghề nghiệp, và mình được một cái người đồng cảm thực sự hiểu mình mà ở ngay bên cạnh mình nữa. Cho nên là khi mà chúng ta đến với nghề nghiệp mà từ cái xuất phát này thì chị cảm thấy là nó khá là nó sáng suốt nè, nó thực tế nè, dạ. Mà nó có vẻ như là cũng cơ bản là an toàn. Là xét về động cơ thì chị Tô Nha phân tích là sáng suốt, cơ bản thực tế và an toàn. Nhưng về Trinh nó nhìn về hình ảnh, cấu hình của bạn và cái tông giọng á, thì chị thấy bạn là người rất là thân thiện, vui vẻ, cởi mở và chịu học hỏi. Bao nhiêu đó tố chất thì đã đủ để chúng ta có thể trau dồi để trở thành một nhân viên spa, một người đi theo cái chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp chưa? Theo Nguyên nghĩ thì những cái yếu tố đó là những yếu tố cần thiết khi mà mình muốn trở thành một kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
bên cạnh đó thì mình cần phải cái sự là kiên trì, cố gắng nữa. Thật sự khi mà mình bước vào một cái một ngành nghề hoàn toàn mới thì cái giai đoạn đầu rất là nản, nhưng mà mình phải thực sự là cố gắng và kiên trì thì mình mới đứng vững được và cố gắng học hành tốt được. Giống như cái ngành spa này, ví dụ như là một cái động tác cơ bản về massage mặt thôi, các bạn phải làm đi làm lại hàng ngày hàng giờ trong vòng một tháng để các bạn nắm được cái độ mà ống huyệt nè ở đâu nè, rồi nhấn động tác mạnh nhẹ như thế nào, rồi và các điểm trên gương mặt của mình để làm đúng. Yeah. Để làm đúng rất là khó và rất là kiên trì, phải đòi hỏi cái sự yêu, thật sự yêu thích nghề. Không phải ai cũng có chung một cơ địa, cho nên thật sự là các bạn sẽ phải rất là tinh tế. Đúng rồi các nhưng bạn... mà dĩ nhiên cái sự tinh tế này phải đến từ việc được đào tạo. Đúng rồi. Chị tin là các bạn được đào tạo thì các bạn cũng sẽ được nhận diện những cái sự khác nhau như vậy. Một cái quan trọng là biết rồi, nhưng mà khi va chạm nghề nghiệp, rõ ràng là chúng ta phải tinh tế trong thực tế để quan sát được mỗi một chị sẽ có một cái đặc điểm như thế nào. Và thực ra là chị đã từng gặp những người bạn mà thực ra chị cũng có trải nghiệm đó. Đôi khi người ta đến với một cái spa không phải là vì cái sự hoành tráng quá mức hay là một cái kỹ thuật gì đó thuộc về máy móc mà nó siêu tối tân đâu, chỉ đơn giản là tôi đến đó tôi được gặp một cái em nhân viên chăm sóc sắc đẹp mà có cảm giác như là người thân và hiểu mình, chấp nhận bản thân mình và mình an tâm để trao cái cơ thể này cho em đó vậy đó. Ví dụ như là tôi biết là chị Trinh sợ lạnh, tôi cho chị hai cái chăn đó, và chị Trinh thì không có thích đánh thức vào lúc mà chị đang ngủ để mà xả hơi đâu. Chị thì da rất là nhạy cảm nên chắc là mình sẽ không dùng những cái loại này, mình sẽ dùng cái kem khác. Và cái lực ấn thì cũng không được mạnh, cũng phải thức là nhẹ, vì chị đã nhão collagen rồi. Chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng nghĩa là cái sự tinh tế tận tình đó nó cũng đã giúp cho gắn kết giữa khách hàng và đơn vị dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đó. Nên là hy vọng chốc lát nữa chúng ta gặp Hải Cơ, mình sẽ học hỏi được thêm nhiều điều nữa từ trải nghiệm của chính cô ấy. Và xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng đến với Hải Cơ trong một tình huống khá là khó xử, nhưng mà Trinh nghĩ bạn sẽ dễ dàng xử lý được thôi, vì cô ấy rất là cởi mở và rất thích học hỏi. Xin mời mọi người sẽ theo dõi tình huống của Một Giờ Hoán Đổi với phần nhập vai của Hải Cơ trong vai một nhân viên chăm sóc sắc đẹp spa. Không biết hôm nay là chị đẹp nào vô spa mình đi ta. Em ơi. Dạ, em chào chị. Chào em. Em mời chị ngồi ạ. Trời ơi, vô đây cái không khí nó khác liền. Dạ. Mát gì đâu hả? Em mời chị uống nước. Không biết là hôm nay chị qua bên em là muốn sử dụng cái combo nào hay là làm cái dịch vụ gì hả chị? Ở đây em có gì em giới thiệu hết cho chị đi. Cái nào cũng được, miễn càng tốt nè ha. Rồi chất lượng là phải 5 sao đàng hoàng nha. Dạ rồi, vậy là chị chọn đúng chỗ rồi chị. Spa bên em là có rất là nhiều dịch vụ luôn. Đầu tiên ha, là sẽ có nối mi rồi làm nail, tay chân cho mình luôn nè. Xong rồi sẽ gội đầu. Mà gội đầu là có rất là nhiều gói nha chị. Gội đầu dưỡng sinh nè. Có rất là nhiều dịch vụ trong đó luôn. Xong sau đó sẽ có combo massage mặt rồi chăm sóc da mặt cho mình. Dạ, không biết là chị muốn làm cái nào ạ? Làm hết luôn đi. Dạ trời ơi, quá tuyệt vời luôn chị. Bây giờ chị làm hết nha. Thì em sẽ tư vấn cho chị một cái combo hết tất cả mọi thứ luôn là 2 triệu. Cái gì? 2 triệu hả? Dạ đúng rồi chị. Một gói combo 2 triệu là làm được mấy lần? Là một lần chị. Một lần là 2 triệu. Đáng lý ra là mình sẽ phải hỏi là chị muốn gì trước chứ hả? Trước khi là mình trưng trổ ra rất là nhiều cái dịch vụ của mình hả? Đúng rồi. Nhu cầu của chị là gì? Có nghĩa là hôm nay là mình muốn làm gì rồi sau đó mình bắt đầu mới gói, giới thiệu cái gói mà rơi đúng vào cái mong chờ của khách hàng. Dạ. Thường em thấy cái câu đầu tiên người ta sẽ hỏi em là chị Trinh ơi, hôm nay chị Trinh muốn làm gì, tụi em làm gì cho chị ha? Đúng rồi. Cái em nói là em muốn là những cái gì liên quan tới mặt thôi, đừng có đụng tới cái người của em. Cái bắt đầu người ta mới tư vấn tiếp là chị muốn mặc ở thời gian nào, 60 chục phút hay là 120 phút đúng không? Đúng rồi. Giờ chị hỏi nha, thí dụ giống như bây giờ chị vô đây, chị không có mua một lần mà chị mua nhiều lần, chị mua thí dụ 5 lần, 10 lần thì bên em có giá ưu đãi không? Chị, vậy bây giờ nè, chị mua một năm đi, một tháng mình là một lần, thì một lần 2 triệu, bây giờ một năm là 24 triệu. Một năm 24 triệu, ủa vậy ưu đãi chỗ nào? 24 triệu đúng không? Em sẽ ưu đãi cho chị một cái voucher là 500 ngàn hoặc là chị sẽ được giảm một lần. Nhưng mà chị phải bật mí là những khách hàng như chị rất là thích và rất là dễ bị dụ luôn á. Có nghĩa là thí dụ như mình nói, chị ơi, chị có thích cái gói của tụi em vừa rồi không?
Thật ra thì vật mí là chỉ riêng chị á, là tụi em mà nếu mà đăng ký 10 gói lần bây giờ á thì tụi em giảm giá chỉ tới 50% lận lại mua liền luôn. Thì em nghĩ là mình sẽ đi, mình sẽ quay trở lại nhiều lần. Người ta bao hết luôn, chừng nào chị gụm là lợi cắm vô, lợi cắm vô không tốn tiền nữa luôn. Dạ đây nè chị, nói mi bên em nha, giá cũng chỉ từ 200 đến 250 thôi, rồi uống mi collagen nha chị cũng có 250 thôi. Nhưng mà chị, em nói nè, chị phải nên dùng dịch vụ bên em đi, nó rất là tốt luôn. Đi tới chỗ nào cũng nói giới thiệu em ở đây tốt lắm chị, ở đây em tốt lắm, nhưng mà ra tính tiền mắc quá à. Không có mắc đâu, bây giờ nè chị làm thử một lần đi, chị sẽ mua một năm luôn, em chắc chắn với chị luôn á. Ừ, nếu như mà em nói vậy ha, giờ chị sẽ lên làm thử một lần, nhưng mà phải có giá ưu đãi, phải có giá gì đó gọi là khách hàng người ta mới tới lần đầu chứ. Rồi vậy bây giờ nha, chị làm lần đầu đi, em sẽ tặng cho chị một cái voucher này, là tặng thêm nha. Tặng thêm cái voucher cho chị nhiêu? Dạ 100.000. Nhưng mà nhiều người người ta nhạy cảm cái chuyện này lắm chị. Chị Thu Nha có bị nhạy cảm chị bị ưu đãi không? Chị ngược lại với em, đó là khi mà chị đến spa rồi thì dùm ơn để đời chị được yên. Chị sẽ không bao giờ quay trở lại lần hai một cái cơ sở làm đẹp, nếu như trong lúc chị làm mà các bạn cứ chị ơi chị nên xài thêm cái này nè, chị ơi chị nên xài thêm cái kia. Bởi vì thực sự khi mà chị đã tìm đến với spa, mục tiêu duy nhất của chị lúc đó là dùm ơn để được chị được yên. Thu Nha là lúc mình đang làm đừng có nói nha, ý mà làm xong thấy đã mà nói trời đẹp ghê em ha, đẹp hơn chị đó. À, đoàn chị mua bây giờ mua năm gói nha, là giảm 50% rẻ hơn á chị. Đó thì là ok, sơn gel đắp gel đính đá cho chị thoải mái lựa chọn luôn. Còn nữa nha chị, cái combo mà chăm sóc da mặt cho mình ha, là em sẽ có massage đá nóng, là sẽ làm cho mình thoải mái, sẽ làm cho mình thư giãn. Chị mệt mỏi chị vô đây là chị thư giãn, chị ra là vừa thư giãn vừa xinh đẹp nữa. Thư giãn thoải mái thì giá tiền nó phải rẻ thì mình đầu óc mình mới thư giãn thoải mái được. Vô đây thấy tốn 2 triệu rồi thấy là không có thư giãn xíu nào luôn. Không chị, tiền nào của nấy nên là chị nên trải nghiệm một lần đi. Thôi nhưng mà chị thấy vẫn còn mắc lắm. Thí dụ giống như bây giờ nha, mà mua 1 năm á, mà được tặng 5 tháng, coi như là trả tiền 12 tháng được tặng 5 tháng nữa là thành 17 tháng. Bạn này cũng khéo lắm ấy chứ. Dạ bạn cũng khéo. Rất là lợi miệng luôn. Nhưng mà gặp khách hàng này thật sự khó tính. Khách hàng mà cứ ngay lập tức phản biện là mình phải nhận diện rằng đây là người khó thuyết phục rồi, đúng không? Em nghĩ thường những người mà khó thuyết phục thì mình phải là đưa ra cái mặt tác dụng lợi ích của cái việc làm đó luôn. Ví dụ như bạn muốn làm nail, em ta có những cái mẫu này, mình đưa sẵn ra cho khách chọn luôn, rồi mình sẽ chốt deal luôn. Hoặc là em có gói gội đầu dưỡng sinh này, chị trong lòng chị làm trong vòng 60 phút thôi, tiết kiệm thời gian cho chị. Chị làm xong là chị có thể đi event hay đi cà phê các bạn bè đều được. Mình nên rút ngắn cái khoảng mà mình tư vấn lại. Dạ. Nếu mà nhận diện khách hàng khó tính, em nghĩ như vậy. Đồng ý. Dạ. Em sẽ ưu đãi cho chị là mỗi lần chị lại, chị sẽ trả tiền cái lần chị lại đó. Thôi, nhiều khi đôi lúc chị đi rồi chị không có đem theo tiền rồi lấy gì chị trả. Nè, chị chuyển khoản cho em, hồi nãy chị nói là chị chuyển khoản cho em được mà. Thì chuyển khoản, nhưng mà nhiều lúc tự nhiên cái wifi nó bị gì hay là điện thoại chị hết pin rồi sao? Dạ, ở đây em có sạc, có wifi đầy đủ nên chị yên tâm chuyện đó. Trời ơi, lành quá. Bây giờ vậy chị, bây giờ mình chọn cái combo 2 triệu nha chị nha. Thôi combo 2 triệu gì, ví dụ giờ em nói với lại chủ của em đi, giảm xuống 1 triệu đi, chị làm liền. Dạ em không được mà. Bây giờ nè chị đẹp, bây giờ chị đẹp quá trời rồi, bây giờ chị chỉ cần vô chị làm cái combo 2 triệu của em thôi, chị ra là chị xuất sắc, chị đi thi hoa hậu được luôn á. Trời ơi, con cái miệng dẻo kìa. Nha, bây giờ chờ chị nha, chị làm nha. Bây giờ em ký cái giấy lại cho chị nha. Nhân viên đâu? Dạ. Nhân viên đâu? Dạ chào chị. Bà chủ luôn đúng không? À dạ không. Hôm nay tôi đã dựng sạch cái tiệm này mới được. Ủa gì dạ, vậy? Có gì vậy quá chị? Quá sức tưởng tượng mà ba tôi bây giờ mặc như quỷ ma ngoài kia kìa. Dạ ba chị bị gì vậy chị? Mà tự nhiên chị lại đây. Chị lại gì đây? Tôi khách hàng. Đi về đi. Đi về chị. Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Chị cũng mặc như quỷ ma. Bây giờ nha chị bình tĩnh, có gì mình từ từ. Bình tĩnh gì bình tĩnh? Em hay quá. Em nói như hả đúng rồi vậy, cái mặt của ba chị bây giờ thấy gớm mà kìa, bình tĩnh cái gì? Ủa sao vậy? Ba tôi làm đẹp đây nè, bây giờ cái mặt không ra đường được, nó xấu đau xấu đớn, chị có muốn xấu đau xấu đớn không? Không. Không, đi về, nhanh đi. À chị, bây giờ chị ngồi đây chị đợi em giải quyết này xong rồi mình lên làm. Trời ơi, còn dám làm không bà? Dám làm không? Em nghĩ sao bây giờ tự nhiên cái chỗ của em bây giờ có người tới mắng vốn vậy mà em kêu chị ngồi đây chờ để xíu lên nhưng làm. Nhưng mà nhiều khi cái chuyện nó chưa như mình thấy đâu nên bây giờ chị ngồi đây chị coi em vậy. Thôi em ơi, có loại trừ khả năng đây là đối thủ không? Cũng có thể đó chị. Em nghĩ là không đâu. Thật sự có vấn đề người ta mới vậy. Tại vì em cũng đã có lần đi tắm trắng một lần rồi. Nhưng em về em bị nổi mề đay. Dễ vậy nè. Em mới gọi điện
em hỏi Lem đó, ủa em ơi, em bảo trong này rất là an toàn, em xài kem xịn, mà tại sao bây giờ chị bị nổi mề đai mà nó nổi như là chị bị nhiễm rất nặng vậy đó, và toàn cái thân của chị luôn, và cái mặt của chị luôn. Bây giờ chị phải làm sao? Thì các bạn nó trấn an em là mấy ngày sau hết, nhưng mà mấy ngày sau vẫn chưa hết luôn. Vậy thì em có quyền nổi giận, nên em nghĩ là em hoàn toàn đồng cảm với cái bạn này. Tức là nó sẽ có hai trường hợp, một là dịch vụ tệ thiệt, hai là người ta cố tình tạo ra một cái sự kiện để phá cái doanh thu của em. Dạ. Cũng có, đúng không? Khó nha, cái này để xem phản ứng như thế nào, chứ mình không trách cái người xông vô được. Đúng rồi. Không phải, con bước đi, con phải bình tĩnh chứ, con nghe người ta nói chứ, con làm gì vô sáng, ngoài ta tưởng nó ghen không đó. Ghen gì vậy mà con ghen giùm ba chứ bộ. Ghen giùm ba cái gì? Chuyện cứ tới nước nào đâu mà chưa gì hết luôn, làm um sùm mà. Tới nước rồi. Nhà dâu qua tới đón tới nơi mà cái mặt tuổi vậy ai mà chịu được. Bà đâu có muốn, tại đi chị tầm 7 tầm 8 nó mới ra vậy. Chị không biết gì hết. Ba tôi này bây giờ là lần đò thứ hai rồi. Đâu phải dễ có cái lần đò đâu chị. Trời ơi, lần đò thứ nhất hả? Bà đó bà khó chịu quá. Bà cặp người khác có bỏ bà tôi. Trời ơi, bây giờ ba tôi khó khăn lắm mới cưới được. Không phải, con phải đính chính lại là lần đò đầu tiên là tại đẻ con ra đó. Mới xui rồi mới ly dị. Tại cái nết con vậy nè, ở nhau không có thuận hòa được, cái nết con vậy nè. Không, gia đình phải, cái là con thương ba. Ba mà bị bất cứ cái gì là con khó chịu dữ lắm, con phải quậy tung cái đường. Nhưng mà cái lỗi của con tại sao đưa ba vô cái chỗ này, ba đâu có thích làm mặt này nọ đâu mà gút cái bụng quá trời. Nói về em dạ. Em nói đi. Dạ. Tại cái sao gia đình mình về nhà giải quyết được mà. Không, thích đi với đây á. Không, mình bây giờ em giải quyết cho cái mặt ba chị trước được mà. Thì đó là cái nguyên do mà gia đình chị tan nát. Dạ rồi, bây giờ chị bình tĩnh, chị nghe em nói ha. Rồi, nghe nói. Dạ chú, hôm qua là con nhớ là chú có đến spa của con. Đúng rồi. Nhưng mà hôm qua là con tư vấn tất cả mọi thứ rồi mà chú không có chịu làm ở đây. Có làm em nói là sao chị trả tiền đàng hoàng mà. Ủa nói gì vậy trời? Không, dạ đây. Ngày hôm qua chú nhớ không con, chú ngồi đây, con cũng ngồi đây. Con tư vấn cho chú là tất cả mọi thứ, từ combo nói mi luôn mà chú không có làm. Đấy, đó, đấy, thật, tôi nói mi. Chú không có làm. Nói bậy rồi đó. Hai rồi chú không có làm. Rồi xong nè, làm nail cắt da tay, da chân nè. Rồi gọi đầu dưỡng sinh, massage mặt, chăm sóc mặt. Đúng không? Hôm qua con có tư vấn cho chú đúng không? Có làm cái đó ba, con trả tiền cái đó mà. Đúng. Đúng không? Con có tư vấn con cho chú. Con có tư vấn cho chú hết. Nè chú còn la con cái vụ là nối mi nè. Đó. Đàn ông tại sao là nối mi? Thì bởi vì con mới con nhớ. Con tư vấn cho chú hết. Chú nhớ là chú có nói là làm cho chú đi cái combo này nè, 2 triệu chú nhớ mà. Đúng. Chú chịu làm mà. Dạ. Rồi nè, không chưa con dạ lộn nha, cái vụ mà chú có vụ mà dạ lộn nè. Dạ vậy nè, cái combo 2 bắn cái tiền mày luôn, mày dạ lộn không? Dạ vậy. Bình tĩnh. Ơi là trời. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Đâu bây giờ con dạ đúng rồi cái coi. Rồi con dạ đúng cho chú nha. Ngày hôm qua là con ngồi đây, chú ngồi đây đúng không? Rồi, cái nói mi chú không có làm. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ, nếu mà có nói mi là 2 triệu tất cả mọi thứ luôn thì không có làm nói mi, nên là con tính chú chỉ là 1 triệu 7 thôi. Đúng chưa? Chưa đúng nha. Đúng rồi, chưa đúng tại vì chú không nhớ. Ở đây nó có cái sơn gel tay chân nữa, chú không có chịu làm. Cắt da tay da chân. Cắt da tay da chân là mình có cắt da tay da chân. Thì có cắt nhưng mà chú đâu có chịu sơn gel. Rồi, mình massage tay da chân nữa nên là đi vô cái giá luôn á chú là 1 triệu 7. Chú có nhớ tới cái khúc đó chưa? Có nhớ rồi đúng không? Đúng rồi. Chú che mắt quá. Đó thì cái 1.7 triệu là chú che mắt đó, là nãy giờ chú che mắt luôn đó, là hôm qua cũng vậy luôn á. Chú cũng mới nói là tại sao mà chỉ có cắt da thôi, không có đắp ghe đó này kia mà 1.7 triệu. Đúng rồi. Mắt. Đúng rồi. Mắt luôn đúng không? Đúng rồi, nói cho mắt. Chú đi về. Chú bỏ con chú đi về luôn. Thôi em nói sao vậy? Ủa ba sao? Chị kêu chị chuyển khoản qua cho ba chị trả tiền cho em mà đúng sao nói rồi. Không có. Đây là một cái cách xử lý hay với cái tình huống. Với cái tình huống này. Tính tình huống này nhưng mà là một tình huống viên spa và có vấn đề thật với khách hàng của mình á thì Trinh nghĩ là mình cần phải được học hỏi nhiều hơn và xử lý với khách hàng đang hiện diện ở đó chứ không phải chỉ có né cái tình huống này thôi. Ủa vậy ba đi làm gì cái mặt ba đang nóng nổi vậy? Cha thì tiền qua ba đi đâu ta? Ôi là trời. Bây giờ nhớ lại coi bước ra khỏi nhà đi bên trái thôi phải. Phải. Rồi bây giờ chú nhớ lại coi chú bước ra cái spa của con là chú quẹo bên nào. Bên trái. Thôi chị hiểu rồi. Đi luôn rồi chị. Đúng không? Có thể là ba chị qua bên. Sao con nói trước cho trời. Có thể là ba chị qua bên cái chỗ khác. Dạ. Cái chỗ này đẹp quá ha. Chú chị thiết kế này được quá nè. Chị em nói chuyện nè. Sao? Quẹo bên trái của em là cũng có cái spa nữa đó chị. Thì nhiều khi kiểu không nói mi nè, đòi 1.7 triệu cái chê mắt. Thôi đừng cái nói nữa, quẹo đừng ra đừng ngoài nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mình... cha con chú tổn thương. Dạ. Cha con chú biết nhục mà nãy cười giả lả là biết nhục rồi. 1.7 triệu được đó nha. Qua kia như làm có 570 à.
con. Bây giờ mình bình tĩnh chưa ạ? Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Chú Quang ngồi đi để cho chị ngồi. Chị ngồi không chị? Không, chị đang quê lắm, chị không ngồi được đâu. Bây giờ nha. Bây giờ con ngồi đây luôn được chứ không ngồi đây đi. Đúng rồi, con ngồi đi. Dạ rồi. Con tư vấn lại cho chú đi. Thì bây giờ này con thấy cái mặt của chú ha, rất chắc là qua bên cái spa nào đó là. Nói chưa chị thấy hết tiền làm rồi, chị phải phạt ba chị cái tội mà không nhớ đường về, những không nhớ lối đi, em hiểu không? Không có làm gì hết nữa, chuyện nào cái mặt này lành đi con cho làm. Điên quá để. Cái gì? Điên quá. Dạ, mình ở đây mình chăm sóc cho mặt. Không, không, không. Cái mặt này chiến đội 2 bỏ, nhưng mà chiến này đòi này chiến đội 3. Đòi ngon lắm bể đó. Không chị, có, nhưng mà về. Không. Ha, chị về nha. Bữa nào anh ghé nha. Dạ, dạ. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Một Giờ Hoán Đổi, và đây là hành trình kết nối nơi chúng ta có thể ngồi lại với chuyên gia và tiến sĩ tâm lý để trò chuyện về những bí quyết vượt qua những nỗi sợ và thử thách mình sẽ gặp trực tiếp trong nghề. Xin được mời Hải Cơ. Chào Hải Cơ. Chào bạn. Dạ, em chào chị Trinh, em chào chị Tô Nha, em chào chị Hạnh Nguyên và chào quý vị khán giả. Chúc mừng Hải Cơ đã vượt qua được thử thách của chương trình. Cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ, em lúc mà chưa trải nghiệm thì em rất là hồi hộp, nhưng mà vào tình huống rồi thì em cảm thấy mình cũng dễ dàng vượt qua, vì các thử thách thì nó cũng không có quá khó. Dạ. Nhưng mà những cái tình huống mà em vừa mới trải nghiệm á, nó có phải là những cái tình huống mà em cũng thường hay gặp ở cái cơ sở làm đẹp mà của chị mình hay là của nhiều người quen, mà từ đó mà mình có cảm hứng với cái nghề này không? Dạ, cũng có. Khi mà em đến cái ba của chị em chơi á, thì em cũng đã từng gặp những cái trường hợp đó rồi. Nên đó cũng là một cái cảm hứng để em tìm hiểu về nghề. Nhưng mà có điều là mình chưa có tham gia sâu vô tình huống so với lần này. Nếu như vậy thì bây giờ đã tham gia sâu rồi thì cái sự gọi là lúng túng nhất, cái mà em cảm thấy là trời ơi, cái đoạn đó là cái đoạn mà mình căng thẳng nhất, khó xử nhất của cái trải nghiệm vừa rồi là cái chi tiết nào? Dạ, ở đây là có hai tình huống. Cái tình huống đầu là cái chị đầu tiên lại hỏi nhiều dịch vụ, và em tư vấn thì chị trả giá nên là em cũng không có biết, là tại vì mình chưa có đi sâu vô nghề nên là em cũng không biết là nên tặng chị cái voucher như thế nào hay là phải giảm giá như thế nào để hợp lý. Nguyên vậy thì chỗ này chị muốn hỏi nè, là trong trường hợp mình không có chạy một cái chương trình khuyến mãi nào hết á, không có một cái chương trình voucher nào cả, thế thì bây giờ khi mà khách tới với cơ sở làm đẹp của mình, xong rồi khách nhìn nguyên cái menu, xong khách nói thôi giảm giá em ơi, giảm đi, kiểu như là trả giá, đúng nghĩa trả giá, mà tại thời điểm đó là mình không có một cái chương trình ưu đãi nào hết á, thì chúng ta có vì sự trả giá đó mà cân chỉnh cho từng trường hợp là giảm giá thiệt không? Em nghĩ là ví dụ như nếu mà khách hàng họ đi một mình thì em sẽ không giảm giá. Tại vì cái dịch vụ đó là vừa em đã tính giá thị trường, tính chi phí nhân viên rồi, tất cả các dịch vụ trong mình, các cơ sở trong mình đã tính ra một mức giá đó thì sẽ không nên giảm. Ví dụ như nếu mà khách hàng đi hai mình, ví dụ hai người trở lên đi, mình sẽ có những cái chế độ mà gọi là ưu đãi. Ví dụ như anh chị đi hai người trở lên, anh chị check-in thì anh chị sẽ được giảm 10% tổng bill tất cả các dịch vụ luôn. Thì đó là một trong những cách để thu hút khách hàng. Tức là lúc này là mình giảm giá dựa trên các điều kiện đúng đi rồi, kèm. Đúng rồi. Như một cái cách mà thực ra cũng chẳng có ai được hưởng lợi hoàn toàn trong trường hợp này. Cũng phải là một cái sự bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải quay lại, đúng không? Quay trở lại với tình huống vừa rồi, thật ra phải chúc mừng, bởi vì là Hải Cơ rất là khéo léo trong việc leo lái những cái tình huống bất ngờ, chứng tỏ mình là người rất bản lĩnh trong việc xử lý những cái dạng đột biến về cảm xúc như vậy. Em vẫn có thể điều khiển và đánh phủ đầu để cho cái tình huống này nó quẹo sang một cái kịch bản hoàn toàn khác luôn, là rất là thông minh đấy chứ. Nhưng mà nếu như bây giờ em quay trở lại là không phải ngày hôm đó ông ta lộn, mà chính xác là cơ sở của mình đã tạo ra một cái kích ứng nhỏ trên da khách hàng, hoặc là do liệu trình của mình á, mình đã chọn sai so với mong muốn của khách hàng, dẫn đến những cái điều không mong muốn trên da của họ, và họ đến để yêu cầu sự công bằng, thì mình phải xử trí như thế nào? Dạ, em nghĩ là đầu tiên mình phải trấn an khách, phải xoa dịu cái sự mà nóng tính của khách để khách ngồi xuống nghe mình nói. Và cái thứ hai là mình xin khách cho mình kiểm tra lại da, nếu như thật sự là ngày hôm trước mình đã làm da khách như vậy.
thì em nghĩ là mình xin để cho khách cho mình kiểm tra lại. Và nếu như mà kiểm tra lại thì mình sẽ có những cái biện pháp để xử lý da cho khách. Theo em thì như vậy. Em không biết là nếu như chị thì như thế nào không? Trong cái giai đoạn mà khách họ đã gọi là họ đã đi đến cái spa của mình, họ để nó mắng vốn rồi, họ đã bực mình rất là tột cùng rồi, thì trước tiên thì mình cũng như em nói thì mình phải soi dịu trấn an khách cái đã. Mình soi dịu trấn an khách coi xem khách sử dụng dịch vụ gì và coi cái tình trạng ảnh hưởng như thế nào để mình có một cái biện pháp xử lý mà gọi là hiệu quả nhất để mình trấn an khách, để khách dịu xuống. Khi mà khách dịu xuống mình đi kiểm tra lại, nếu mà thực sự ảnh hưởng da tới khách thì mình phải có một biện pháp xử lý vừa lòng với khách hiệu quả nhất. Dạ, nghĩa là cũng khá là trùng khớp, tương đồng thi. 90% những gì mà bạn Hải Cơ đã xử lý, xem ra bạn ấy rất là dễ dàng vượt qua cái ải dịch vụ khách hàng này chị nhỉ. Chị nghĩ là có vài cơ sở để tạo nên sự dễ dàng vượt qua. Dạ. Một là mình có thích thiệt, mình đã từng thấy cái không gian làm việc đó thật. Cái thứ hai là các bạn có phát hiện ra là chúng ta đang nói trên một cái nghề mà nó rất là trùng khớp với cái nhu cầu vốn của chị em phụ nữ nói riêng và thực ra con người nói chung, đó là nhu cầu làm đẹp. Đúng rồi. Có nghĩa là dù như chúng ta không có đi đến một cái cơ sở làm đẹp đi chăng nữa thì chúng ta cũng quan tâm đến chuyện ở da mình sao, dáng mình sao, mình phải như thế nào. Và trong trường hợp một ngày nào đó mụn nó nổi lên một miếng thôi là bản thân mình thôi mình cũng cảm thấy hồ không có được, không có được. Tức là chúng ta đã có cái trải nghiệm thực sự trong tâm thế của người dùng. Nó khác với những cái loại dịch vụ khác. Đối với dịch vụ làm đẹp là thực ra tất cả chúng ta đều có nhu cầu làm đẹp rồi và chúng ta đã từng trải qua điều đó trong nhiều năm tháng rồi. Nên là khi mà một phản ứng của khách hàng thì mình hoàn toàn có thể hình dung được những tình huống có thể xảy ra và cái mong muốn của khách hàng trong cái tình huống đó là cái gì. Thì chị nghĩ đó là một cái cơ sở rất là thuận lợi cho Hải Cơ. Và thêm nữa cuối cùng đó là bạn này bạn quá lanh. Bạn quá lanh để làm dịch vụ nói chung chứ không chỉ là mỗi cái dịch vụ làm đẹp. Dạ. Dạ. Nhưng mà dù là chúng ta đã có rất nhiều những cái cơ sở vững chắc về kinh nghiệm và tâm lý á, mình cũng không nên chủ quan. Đúng. Vì ngành dịch vụ là muôn hình vạn trạng, những cái vấn đề phát sinh. Thế nên mình hỏi thử về Hạnh Nguyên, kinh nghiệm của bạn á, những cái khó khăn mà khi bạn mở spa ngành chăm sóc sắc đẹp từ trước đến giờ á, thì bạn để ý nhất những cái trường hợp khó nhằn nào bạn không bao giờ quên được? Khi nhắc đến những cái trường hợp mà khó nhằn á, thì cũng có thể là đa số là chuyên ngành của em về gội đầu, dưỡng sinh hay là massage body đi. Mình đang nói về cái ngành này đi. Ví dụ như là có những khách nam họ tới cái spa của mình, họ yêu cầu cái gói massage body. Tự nhiên cái khoảng chút xíu cái gia đình vợ họ tới. Thì họ tới họ hỏi, ủa? Ông xã ông đâu? Ông xã ở đây làm gì? Ở đây làm gì? Thì mình trả lời theo cái dịch vụ mà khách gọi là ảnh đang được một bạn massage body. Là tới công chuyện liền. Trong đầu của người vợ họ suy nghĩ, ủa tại sao lại đi vô đây massage body? Tại sao ai làm? Nữ làm. Nữ làm lại thêm đánh vào tâm lý nữa. Rồi mình phải ngồi lại mình giải thích cho cô vợ nghe là đây là anh chồng của chị đi đến massage body, thì đây là các bé làm rất là một cái dịch vụ là healthy thôi. Chị có thể mạnh, đúng rồi, lành mạnh, đúng rồi, mình healthy thôi. Chị có thể ngồi đây đợi chồng chị một tí, tại vì anh đến cũng mới đây thôi, tại vì cho massage body trong vòng 60 phút thì sau ra thì em sẽ trả chồng chị về cho chị. Rất là bình thường. Có những cái em bị hoài cái trường hợp này luôn. Trời. Vậy đó. Em có nghĩ rằng là thôi vậy mình hạn chế khách nam không? Tại vì chị cũng đã từng gặp những cái cơ sở làm đẹp mà họ nói rất là rõ ngay từ đầu là không có phục vụ khách nam. Hoặc là khách nam thì họ sẽ có một cái gói riêng, chấp nhận rằng là có thể sự tinh tế nhẹ nhàng. Các bạn nữ sẽ thực ra cũng chả ai nghiên cứu để nói rằng nữ làm tốt hơn nam chuyện này đâu. Nhưng mà thôi bây giờ nam thì sẽ cho nhân viên nam phục vụ. Còn nữ thì thôi các bạn nữ sẽ phục vụ để tránh điều tiếng. Thì có bao giờ Nguyên nghĩ rằng đó cũng là một cái giải pháp mà chúng ta áp dụng không? Em nghĩ đó cũng là một giải pháp. Ví dụ như riêng em thì em có thể tuyển thêm là nhân viên nam và nhân viên nữ. Nhưng mà đa số hầu như tất cả các bên phái nam của mình đều thích nữ massage. Mấy anh cũng kỳ thích lắm. Nữ massage luôn, nghề yêu nghiệp cầu người ta cho người ta làm cho nó yên ổn đi. Tình. Mặc dù em cũng có đề xuất là em có nhân viên nam làm cho anh. Không bé ơi. Ok. Không chịu, vẫn thích là nữ massage. Đó, không có ảnh hưởng ra nhiều cái vấn đề. Nếu vậy thì chị sẽ hỏi tiếp là
họ có thích vì những cái tâm cơ đen tối của họ, tức là nhân viên nữ của em đã bị quấy rối bởi khách nam chưa? Thật sự nếu về nguồn khách thì khách rất là đa dạng, mình không thể nào biết được là tâm lý khách họ như thế nào á. Khi mà mình nói chuyện, mình tiếp xúc ví dụ như em chỉ tiếp những vị khách thật sự là mình cảm thấy lịch sự, ok lịch sự mình sẽ tiếp và cho các bạn nữ lên làm. Còn những vị khách em cảm thấy mức lịch sự thì em sẽ từ chối ngay từ khúc đầu luôn, để ảnh hưởng khúc sau. Tại vì các bé thì làm trong nhân viên của mình làm thì họ, các bé cũng còn mới, cũng còn trẻ, nên là việc mà họ bị những cái phái nam mà ảnh hưởng cũng có, mình phải nhắc từ từ, mình cũng không thể nào mà đuổi khách về được. Mình không thể nào mà đứng đó để mình cãi lộn với khách được. Mình phải xử lý ngành dịch vụ mà mình phải chiều lòng khách hàng. Vậy bây giờ mình giả bộ đây là một tình huống đi, là anh đó anh ngà ngà say, anh đi với một hai anh bạn nữa, trông có vẻ như hơi cợt nhã, chọc ghẹo bà chủ, xong rồi nói bây giờ sắp cho anh cái phòng mà bao nhiêu em vô massage cũng được. Thì nếu là em thấy được cái tình trạng đó là thấy không điềm không lành rồi, thì mình sẽ phản ứng thế nào để mình mời khách về mà không có cảm giác là mình khinh người hay là đánh giá người này không tốt? Dạ, nếu như mà tình huống này thì em nghĩ là mình nên mời khách ngồi để mình nói chuyện với khách. Có thể là mình nói là bây giờ dịch vụ của em tạm thời hiện tại là đang đóng cửa, để khách đi về, hẹn khách vô 1 giờ trưa. Vô 1 giờ trưa spa nào đóng cửa 1 giờ em. Nếu như vậy thì mình nói với khách là khuyên các anh khi mà tỉnh rượu hoàn toàn rồi hả đến để tụi anh em. Anh có sai đâu em, anh có sai đâu. Những cái anh say rượu có bao giờ chịu là mình say. Anh có sai đâu em coi thường anh quá. Trời chị đàn ông vậy luôn á mấy đứa. Ôi sao? Cái này khó quá em cũng không biết nữa. Dễ khó thấy chưa, dễ thương. Thẳng thắn vậy tại em thấy có nhiều vụ ẩu đả như vậy các bạn. Các bạn có nghĩ là mình sẽ tạo ra một hiện trường đánh ghen giả ngoài cửa của spa không? Tại vì trong những trường hợp này chỉ có những chị vợ ở nhà mới đủ sức tạo ra một cái sự hỗn loạn cho các anh thôi. Tự nhiên mình có một cái gọi là một cái báo động giả. Chị ơi, chồng chị không có ở đây đâu chị ơi. Em nghĩ là cứ mời về thẳng đây là bên em có một số những quy định thôi đúng không? Người ta đang drama. Dạ. Có nghĩa là cái người mà họ đã cố tình làm khó em á, họ bất chấp quy định mà. Dạ. Họ bất chấp quy định, họ cũng sẽ không có chấp nhận những cái lời khuyên của mình. Thì thôi bây giờ ma cao một thước thì đạo phải cao một trượng chứ. Ú là trời. Thì chị nghĩ không, đôi khi nó cũng sẽ phải có những cái tiểu xảo trong nghề. Dạ. Để mình đảm bảo được sự an toàn. Thí dụ nhân viên của em đang đi ăn trưa hết rồi. Anh phiền 3 tiếng nữa quay lại. Hoặc là lịch của em á, hiện tại nó đặt trước ấy. Chị Trinh với chị Nhi sẽ tới lúc 15 phút nữa. Hoặc là anh ơi, khu này bữa nay phường báo cúp điện anh. Hoặc là bên em không tiếp nam, cứ nói thẳng. Đúng. Dạ. Chị nghĩ gì? Hoặc là những khách hàng họ không có đặt lịch trước á, ví dụ mình đang full phòng, mình có thể từ chối là anh chị có thể quay lại trong vòng 2 tiếng nữa. Bây giờ là em đang full giường rồi. Dạ. Mình sẽ từ chối khéo như vậy. Đúng rồi. Đó là một trong những cách. Chính vì nãy giờ mình hỏi thật sự khó khăn của mọi người, mình phát hiện ra là những cái định kiến không phải khi không mà có. Cũng có rất nhiều những cái trường hợp là tình ngay lý gian đã xảy ra. Riêng Hải Cơ thì có câu hỏi nào còn trăn trở về ngành làm đẹp này dành cho Hạnh Nguyên không? Dạ, hiện tại thì em không có câu hỏi nào. Tại vì cái tình huống thì nãy giờ các chị cũng đưa ra rồi thì cũng có để giải quyết rồi. Nên là em không có câu hỏi ạ. Dạ, thí dụ như hướng đi xa hơn khi mà em không muốn là nhân viên nữa. Đúng, giờ chị hỏi ngược lại này. Vậy thì bây giờ có tiếp tục nung nấu cái ý chí để trở thành một người trong cái lĩnh vực làm đẹp không? Dạ, có chứ. Vẫn rất là sôi sục cái ý chí đó đúng không? Dạ đúng rồi, em rất là sục sôi trong lòng. Tại vì em rất là thích cái nghề này nên là em sẽ quyết tâm. Vậy thì cho hỏi là thích làm nhân viên kỹ thuật, tức là cái người trực tiếp, hay là thích làm quản lý spa? Dạ, mình phải có hoài bão lớn chứ, em thích làm quản lý, thích làm quản chủ. Muốn quản lý, muốn mở một cái spa riêng của mình luôn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chỉ trong vòng 20 phút thôi, chúng ta đã cùng nhau đi từ cái trạng huống này đến những cái tình huống khác. Không chỉ là những cái mặt tác động tích cực khi mà ngành dịch vụ làm đẹp đã đến và giúp cho chị em thư giãn hơn, có nhiều cơ hội và hồi xuân hơn. Mong rằng ngày hôm nay với sự tâm sự của tiến sĩ Tô Nhi A, những chia sẻ rất
rất chân thành của bà chủ spa, bạn Hạnh Nguyên, đặc biệt là với sự trải nghiệm dấn thân thực sự trong ngành làm đẹp của bạn Hải Cơ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Một Giờ Hoán Đổi, được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Vi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Đến đây thì tiến sĩ Tô Nha, Tiêu Hòa Trinh, Hạnh Nguyên và Hải Cơ xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình vừa trải qua một thử thách đối với mình không quá khó. Đối với mình, nghề nhân viên spa thì có một màu hồng nhạt. Theo mình nghĩ, nhân viên spa hay bất kỳ một ngành nghề dịch vụ nào khác cũng phải cần có một cái đầu lạnh và một trái tim yêu thương. Nhờ hôm nay, mình mới cảm nhận được là các chị nhân viên spa thật sự rất giỏi để có thể tư vấn, thuyết phục khách hàng và làm đẹp, chăm sóc khách hàng hài lòng. Thì mình mong muốn rằng sau này mình cũng có thể trở thành một nhân viên spa xuất sắc. Và cuối cùng thì mình xin cảm ơn chương trình Một Giờ Hoán Đổi cũng như tất cả các anh chị ekip đã cho mình một trải nghiệm vô cùng thú vị. Xin chào!